Đó, đây các bạn, mình đang đứng ở cây xăng quê hương nha các bạn. Thì đang đi thì thấy đoạn người ta đường Thánh Đông này đi xe đông lắm. Về Tết á, giờ mình quay cho bạn xem cái cảnh đi người ta luôn nè. Đó, mình quay mấy cái cảnh. Theo hướng từ Sài Gòn về này cho nên là đi thêm một hướng rất là đông. Nó chưa có một hướng ở chỗ này đâu có xe nào chạy được vô đâu. Tất cả đều đi về luôn, chen nhau đi cả bên trái luôn à. Đó, người ta chen qua đi sai luật luôn không biết rồi. Người ta đi hết hai hàng bên trái luôn. Đường Thánh Đông thì chủ yếu xe lớn thôi các bạn. Xe chở heo mà. Container nhiều lắm. Đó, giờ có mấy xe đi ngược vô nè. Đó, cái đoạn này nguy hiểm đó các bạn đi là nhớ cẩn thận nha. Đi trên đường Thánh Đông này ít xe máy lắm đúng không? Để thường là toàn là xe lớn. Đi đường này nguy hiểm nhất là đi tấu á. Cái đoạn đường Thánh Đông này giáp với lại đường Phổ Vinh á hay xảy ra tai nạn lắm á. Cứ đụng lên Phổ Vinh, đụng lên đường này là tai nạn à. Đó, các bạn đi đường này là đi xuống biển được nha, biển Phổ Vinh á. Quay cỡ 3-5 phút rồi. Cái con cảnh quê hương xíu để cho đường cao đẹp quá hả? Ta đứng xe lại luôn nè, cắt ngang giao thông luôn. Đó chưa? Này là ngay chỗ đèn đỏ nên người ta đứng lại rất là đông. Đây có một anh đi phượt kìa, đi phượt về từ Sài Gòn về luôn chắc. Bụi quá, xe nó chạy cày bụi.